Mẹ mẹ thôi. Quá trời. Phân. Gì? Đi với mày lắm gì? Có đủ má. Quá trời phân được tôi nôi. Khủng khiếp rồi mày ơi. Nó hút bạc rồi. Tuấn ơi, giàu rồi Tuấn ơi. Quá trời rồi. Quá đã, quá xa. Một quẹt à. Hả? Hai quẹt nè. Đúng vậy luôn. Ba quẹt nè, bốn nè, lên bổ bự luôn thấy không, năm nè, ngồi vô rồi. Sáu nè, bảy nè, tám nè, chín nè, mười nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 15 nè. Thằng này là tăng được 2 quẹt nữa rồi. Hồi trước cái thằng này 13 phải không? Có chưa ngoài đây chưa đến mà. Quên. Bắt thang lên trên đi. 17 nè. 17 nè. Đây đổ, đây đổ. Này mới quẹt thôi. Đây cũng mới quẹt. Đồng lòng. 18 nè. 19 nè. 20 nè. Ồ, vậy là tăng được 7 liên tục. Còn này tăng được 7 rồi. Trên, trên. Đang sung, đang sung. Đúng rồi ơi. Giờ này mà trong nhà quá trời luôn. Giờ mà ôm lo cái ngắt này. 20 rồi ha. Mốt nè. 22 nè. Từ từ đếm cho hàng lối. 23, 24. 25, 26. Ủa, cái đống phân quá lửa rồi mà chưa chút qua chơi. 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38. Này nó cũng chặt lẻ mà. 39,
cái đó là bóng mười đủ mà lẹ lẹ quá trời ông nội ơi. Phần cỏ này mà nhà mình mấy tháng rồi, mà tính là 2 tháng mấy ha Tinh? 12 là 2 tháng. 12 là 2 tháng phải không? Hôm nay mình đang 10, hôm nay 20 rồi. Bữa nay mấy 20? Hôm nay 15 rồi. 15 Tây hả? 2 tháng 3 ngày hả? 2 tháng 3 ngày. Khiếp thịt nội dữ. Đủ mẹ cái lon thập rồi dẫn. Mà này không có. Ông ngoài này